Thưa quý khách, là hôm nay chúng tôi lại quay một bộ tứ quý mà nó rất là đẹp, rất là đều gỗ để gửi tới một bác khách hàng đã yêu cầu chúng tôi là xem phần mộc, sau đó là hoàn thiện. Ở thực tế thì 100% những cái bộ tranh mà chúng tôi làm lên đều đã được chọn lọc từ lúc gỗ rồi, chọn từ gỗ rất là đều, rất là đẹp và cực kỳ lành lặn, nên quý khách không có phải lăn tăn một chút gì khi mua hàng của chúng tôi, bởi vì chúng tôi sẽ bảo hành với quý vị là muôn đời, bảo hành bằng uy tín và bằng niềm tin, đúng không ạ? Bảo hành bằng uy tín của chúng tôi. Đây là bộ số 2 quý vị nhé, số 2 của bác Hà Đỗ ở bên Zalo. Bác đã kết bạn Zalo của chúng tôi và yêu cầu là chụp ảnh cho một bộ thật là đều màu. Bộ này thì không những đều màu mà còn đều vân luôn. Vân là tương đối giống nhau, rất là đẹp, nó sáng màu. Như cái bộ vừa rồi là chúng tôi đã hoàn thiện, có một cái cây trúc là nó có vân như này thôi, còn ba cây kia thì nó không có vân. Thì ở đây thì cả 4 tấm đều có vân luôn quý vị nhá, 4 tấm đều có vân cực kỳ đẹp luôn. Và đã được chúng tôi điêu khắc một cách rất là mềm mại. Cây, 4 cây tứ quân tử rất là mềm, rất là vui mắt. Và chúng tôi bán cho quý vị một cái giá phải nói là không ở cơ sở nào bán rẻ hơn, đúng không ạ? Bởi vì là chúng tôi sản xuất trực tiếp từ A đến Z, từ khâu lọc lựa gỗ là chúng tôi mua cả công, một container từ bên châu Phi gửi về thì nó rơi vào khoảng 27 đến 30 tấn gỗ. Cái hương đá này bán bằng tấn quý vị nhá, không đo khối. Đấy, thì cũng nói luôn để các anh em thợ mua gỗ thì chắc chắn sẽ biết điều này, đúng không ạ? Sẽ tính ra được giá gỗ bao nhiêu và tiền công bao nhiêu. Tiền gỗ đã gần hết rồi, tôi bán giá quá rẻ luôn, tiền công chỉ có một chút xíu thôi. Nên là các bác cửa hàng ở gần ở xa cũng có thể mua của chúng tôi về bán, bởi vì chúng tôi đã cung cấp rất là nhiều cho những cửa hàng đồ gỗ trên khắp toàn quốc. Với cái giá này thì quý vị có thể mua về để bán lại thoải mái luôn, đúng không ạ? Thì quý vị nhớ đăng ký kênh của chúng tôi, bấm vào nút chuông theo dõi để được thông báo những cái clip mới ra, những cái tác phẩm mới của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.